Hello chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với ba mình nha. Thì hôm nay thì mình sẽ chỉ các bạn cách để các bạn đi làm hoàn thành cái nhiệm vụ sự kiện là thu thập chữ cái trong vòng một nốt nhạc các bạn, trong vòng một ngày luôn các bạn ơi. Thậm chí không cần một ngày, trong 15 phút thôi các bạn ơi. Chỉ cần các bạn xem hết video này thôi là các bạn sẽ nhận được tất cả các món đồ, tất cả các chữ cái ở trong cái bản này. Hiện tại là mình kẻ các món chữ nè mọi người à. Ok, bây giờ thì mình sẽ chỉ các bạn từng chữ luôn nha mọi người ơi. Ok, thì đầu tiên cái chỗ ở Blazia chỗ gần nhất đó chính là cái chữ S đây. Đây mới vào thì các bạn thấy ngay một cái chữ S ngay cái ba lê này, thì các bạn hãy tới ngay đây và các bạn lụm nè. Bạn nào chưa nhận thì chuẩn bị nhận nha. Ok rồi, thế là mình đã tìm được một cái chữ cái đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ tìm cái chữ cái thứ hai nha, đó chính là cái chữ cái, thì cái gần nhất tiếp theo đó chính là ở trên khu vực game zone này các bạn ơi. Mọi người chạy lên đây đấy, mới mình sẽ chỉ các bạn từng cái gần nhất luôn nha. Đây chính là cái chữ E. Rồi, chúng ta đã nhận được cái chữ E rồi các bạn, đừng quá là đơn giản luôn. Bây giờ cái gần nhất tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ các bạn tới chỗ đây nữa nha. Đây, đầu tiên là các bạn, bây giờ thì bạn sẽ đi tới cái chỗ quay bằng nước nè các bạn ơi. Các bạn sẽ thấy một cái chữ, đó chính là cái chữ E. Ủa? Ủa cái chữ này tôi lấy rồi mà, alo. Cái chữ này tụi mình lấy rồi mà. Ủa? Ủa, hai chữ luôn hả? Không sao, thì mình thu thập được thêm chữ nữa các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái chỗ thứ hai nha, thứ ba nha, thứ tư chưa. Cái tiếp theo đó chính là ở bên cái chỗ hố xanh này các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bơi qua bển nha mọi người ơi. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái gì đó bơi bển cho lẹ lẹ chứ không thôi ly tới năm tới mình chưa tới nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới qua bên đỏ nha mọi người ơi. Chạy tới đây nha. Đây 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 đây, ngay con thuyền này, ngay cái con thuyền tại chỗ đây nó có một cái chữ, mọi người thấy chưa? Đấy, mọi người thấy chưa? Đây chính là cái chữ H. Đó, thế là mình W cho quên. Chữ W. Rồi thế mình đã nhận được cái chữ tiếp theo rồi. Và cái chữ cái tiếp theo ở gần đây đó chính là các bạn phải đi quay ngược lại ở trong này các bạn. Bây giờ ở đây hết rồi mọi người ạ. Ngày hôm sau là nó sẽ đổi vị trí nha các bạn ơi. Nếu mà nhớ không nhầm là như thế, nó sẽ đổi vị trí đấy. Cho nên các bạn hãy cẩn thận nha. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ đi qua chỗ tiếp theo. Còn cái chỗ bên này thì mình sẽ lấy xe mình chạy qua cho lẹ mọi người. Cần đi bộ cho hơi lâu nha mọi người ơi. Thì cái chỗ tiếp theo đó chính là cái chỗ này các bạn, cái quầy bán cá nè mọi người. Thì mọi người sẽ thấy một cái chữ E. Một chữ E tiếp theo. Dạ sao dạo này lắm chữ E thế nhờ. Nhưng mà nói chung là miễn sao mình thu thập đủ hết là được rồi mọi người ơi. Không cần phải cầu kỳ cho mọi người ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ chỉ mọi người cái chỗ tiếp theo nha. Đó chính là mình sẽ chạy qua cái khu vực nhà ma. Đây mình sẽ vượt qua chỗ nhà ma nha. Thì cái chỗ tủ điện thoại thì các bạn sẽ thấy một cái chữ E. Đó, quá đơn giản luôn, quá là easy. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi tới cái chỗ tiếp theo thôi. Cái chỗ tiếp theo là chính là cái chỗ chữ T các bạn ơi. Đây, đây chính là cái chỗ tiếp theo ở chỗ này nha mọi người. Mọi người chạy tới vô đây xong rồi mọi người đó, mọi người thấy chữ tờ ở đây chưa, bấm vào rồi thế là mình đã nhầm được bao nhiêu chữ nha. Mình không cần biết bao nhiêu chữ nhưng mà bây giờ thì mình cứ gặp đủ thôi mọi người, hình như gần đủ rồi mọi người ạ. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp chữ tiếp theo nha. Chữ tiếp theo là nó ở trong này luôn nha, nó ở trong này luôn nha các bạn ơi, nó ở trong này luôn nha. Nó mình chạy lên lấy xe chạy ra lẹ các bạn đấy, xuống xe vô lụm thôi. Chữ O, ôi trời ơi, chữ O hả, quá là đi gì. Bây giờ mình lấy xe chạy tiếp mọi người. Rồi cái tiếp theo đó chính là ở kế bên nhà Blaze luôn, cái lộ kế bên nhà hát luôn. Mọi người đi vô trong khu vực này nha, khu vực bét này nha mọi người. Khu vực bét này là các bạn sẽ thấy một cái chữ bờ. Đấy, chữ bờ ở trên tường đó, cái chữ đây nè mọi người. Đấy, cái chữ bờ nè, ngay cái chữ shop luôn. Quái nồi là cái chữ bờ này mình là cái chữ màu đen nữa thôi là. Màu đen là thôi. Và cái chữ tiếp theo đó chính là cái chữ đây các bạn, đây kế bên cái chỗ chị thu thập thông tin luôn. Hay kế bên này luôn đó, ngay dưới đây nha mọi người, nó màu trắng nữa cho nên cũng hơi khó nhìn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ mọi người cái chữ tiếp theo nha. Cái chỗ tiếp theo đó chính là cái chỗ ở chỗ này các bạn ơi, khu vực bên này các bạn ạ. À, rồi mọi người sẽ nhảy lên đây nha. Ok, mình sẽ chạy lên, nhảy lên bắt cua lơ các bạn. Cái này phải bắt cua lơ các bạn ơi, bạn nào mà biết bắt cua các bạn sẽ bắt cua dễ dàng thôi. Bắt cua lên đây các bạn ơi. Rồi nhảy lên đây. Đấy, gần tới rồi, gần tới rồi, gần tới rồi, gần tới rồi. Đây, đây chính là cái chữ O các bạn. Đó là mình sẽ nhận được cái chữ tiếp theo. Rồi hiện tại mình thu thập hình như cũng gần 11 chữ rồi, 11 chữ rồi, mình nhận được hộp đầu tiên rồi nha mọi người ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ còn 9 chữ nữa. Tiếp theo là sẽ ở khu vực gì đây? À, khu vực xe các bạn. Đây, khu vực bán xe nha mọi người vô này nha. Rồi, cái chữ nó sẽ ở đây nha mọi người, cái chữ nó sẽ ở đây nha. Đâu ta? Đâm đi dạo dạo chỗ này nào, có không ta? À, đây, 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 trong góc này, trong góc này, trong góc này. Đó. Game này giấu ngay cái chỗ này, khốn nạn thôi chứ. Cái chữ R nha mọi người, vãi đạn mọi người ơi. Ok, bây giờ thì lấy xong thì mình sẽ chỉ mọi người cái chữ tiếp theo nha. Ok, đi ra nha mọi người. Ok, thì cái chữ tiếp theo đó chính là cái khu vực đây, khu vực bên đây nha mọi người. Qua bên người chạy qua bên này nha. Xong rồi mọi người chạy vô cái khu khu cứ vô khu vô trong này nha mọi người, vô trong này nha. Đó, đầu tiên vô trong này. Rồi chạy lên tới đây thì các bạn đi lấy xe chạy vòng bên kia, quên ở bên kia, bên này không phải các bạn, bên này nè. Để mình chạy qua này nha. Đây. Nó sẽ ở bên này nha các bạn ơi. Ngay cái chỗ này luôn, ngay cái chỗ này luôn các bạn. Đây, đây chính là cái chữ O đúng không ta, chữ C. Chữ C, đó, cái chữ C nha mọi người. Quá là dữ luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi xuống nha.
đi xuống và đi ra ngoài thôi. Mỗi khu vực là chỉ có một cái nha, có khi nó có hai cái cùng lúc các bạn ạ. Khu vực tiếp theo đó chính là các bạn sẽ đi vào khu vực hâm thao nha mọi người. Đi về nhà nha mọi người. Đi về nhà xong mọi người lấy xe chạy ra đây nè. Đấy, nó có cái chữ bờ ngay cái chỗ này là các bạn sẽ thấy. Đó, bây giờ mình sẽ lượm nó nha mọi người. Rồi, chữ bờ. Đấy, chữ bờ là ba đấy các bạn. hợp lý. Và bây giờ thì mình sẽ đi qua cái chỗ tiếp theo nha. Đó chính là ở ngay cái chỗ bệnh viện ở trong khu vực hâm thao này luôn. Khỏi cần chuyển đâu hết mọi người ơi. Qua đây. Đấy, cái chữ tiếp theo là cái chữ ở bên ngay cái chỗ trong phòng bờ luôn. Đó, cái chữ gì đây? Chữ E. Rồi thì mình đã thu thập xong chữ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi qua ngoài và đi kiếm cái chữ khác thôi. Chữ khác là mọi người chạy đi vòng qua xe cứu hỏa nè mọi người ơi. Chạy vô trong đây xe cứu hỏa nè. Thì trong này nó có một cái chữ mọi người taxi đi. Trong này nó có một cái chữ mà cái chữ nào đóng tiêu không? À đây cái chữ y bự cho lù lù luôn các bạn đó. Chữ y bự thù lù luôn các bạn ạ. Đấy, quá là bự luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ mọi người cái chữ tiếp theo nha. Đó chính là mọi người hãy vô trong khu camping nha các bạn ơi. Khu camping nha mọi người, vô cái này nha. Rồi thì tới chỗ đây thì các bạn sẽ chạy ngay vào cái chỗ đốm lửa cho mình. Đây cái chỗ đốm lửa thì nó sẽ ở đây nha các bạn. Đấy thì cái chỗ này nó có một cái chữ, đó chính là cái chữ chữ E. Đấy, sao giờ này lắm chị E đó nha. Xong rồi mọi người chạy lên trên này luôn. Mọi người lượm xong rồi mọi người chạy lên trên này luôn nha. Mọi người chạy lên cái chỗ nào tao quên rồi. À cái chỗ phép thuật á. Ừ cái chỗ phép thuật ấy. Mọi người lại đây, mọi người sẽ đi vòng vòng vô đây mọi người sẽ thấy. Đó. Nó chỗ nào tao quên rồi, mình quên rồi, núp chỗ nào quên rồi. À đây cái chữ hát đây. Đây. Đây, rồi. Ok, xong nha các bạn, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đi tìm tiếp nha. Cái chữ tiếp theo đó chính là ngay cái chỗ mà các bạn bắt cua ở trong khu này luôn. Cái chỗ bắt cua ở trong cái khu này luôn. Các bạn biết cái chỗ đó mọi người, đây để mình chạy qua cho mọi người xem luôn. Đó chính là ở khu vực này nha mọi người. Đấy. Sẽ ở bên này. Tự phóng cao lên cho mọi người thấy nha. Ở chỗ nào ta? Ở đây nó trên này. Đây mọi người thấy cái chỗ đây chưa? Đó, bây giờ mình sẽ bắt cua lên nha, mọi người nhảy lên đây. Nhảy lên đây. Đó, nhảy lên. Trời ơi. Chuyên bro bắt cua mà cần gì phải vòng què làm gì các bạn? Đó, đơn giản mọi người, cần gì phải nhảy đường kia cho nó mệt. Rồi, chữ Y nha các bạn ơi, quá là bro luôn. Ok, bây giờ sẽ cho mọi người đi tìm chữ tiếp theo nha. Các bạn chạy xe vào trong cái khu vực ở đâu ta? Khu vực bên đây. À đây. Đúng chính xác hơn là ở sau nhà. Ở sau khu vực này là các bạn sẽ thấy một cái chữ, đó chính là cái chữ chữ tờ. Đó. Rồi, để coi thử mình đã thu thập được bao nhiêu chữ rồi ta. Uầy, 20 chữ rồi mọi người. Ok, bây giờ thì mình sẽ nhận được cái áo này luôn. Áo nỉ chim cuốn cuột quay già. Tiếp theo là các bạn đi về thành phố nha mọi người. Thì đi tới thành phố đây thì các bạn phải bắt buộc là phải vô trong khu vực thành phố mới. Ok, bây giờ mọi người sẽ đi vô trong thành phố mới giúp mình nha. Thành phố mới, thị trấn, khu trung tâm á. Thì tới đầu tiên thì ra bên ngoài đây thì mọi người lấy xe chạy ra. Mọi người chạy qua bên chỗ bên đây nè mọi người. Chạy ra chỗ đây. Cái chỗ mà có gần cái bên rạp chiếu phim nè. Nhưng mà các bạn không đi vô trong rạp chiếu phim nha. Các bạn đi vô trong này nè. Đi vô trong này. À đây. Đi vô trong này các bạn thấy chữ N. Đó, ngay cái thùng màu xanh luôn nha. Nhớ nha mọi người. Rồi tới cái chữ N ở đây thì ở cái chữ N ở đây là các bạn sẽ đi vào chỗ anh thợ hớt tóc. Tới chỗ này xong rồi các bạn sẽ đi vào chỗ anh thợ hớt tóc nha. Nó sẽ có những cái chữ ở trong nhà nữa. Cho nên tí nữa mình sẽ lụm. Nhưng mà mình sẽ lụm bên ngoài trước đi nha mọi người. Đây, nó ngay cái chỗ đường này luôn. Nó có cái chữ sờ tóp. Mấy bạn đây đứng nó che nè mọi người. Thấy khốn nạn chưa? Rồi, ok, không sao. Rồi, mình đã lụm rồi nha mọi người. Còn cái chỗ tiếp theo đó chính là cái chỗ tiếp theo là các bạn chạy ra sân bóng, sân đá banh cho mình nha. Mọi người chạy ra sân đá banh giúp mình nha mọi người. Thì các bạn lấy chỗ này mọi người. À mọi người thấy chữ E không? Mọi người thấy chữ E phát sáng chưa? Đấy, nó đấy các bạn ơi, nó đấy. Rồi lụm. Chỗ cái chữ E bự cho bé lửa luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn bạn đi chỗ tiếp theo nha. Đó chính là cái chỗ kế bên luôn, đó chính là khu vực siêu thị. Mọi người đi vô trong khu vực siêu thị giúp mình nha. Siêu thị bên ngoài hình như là xong hết rồi. Bây giờ mình chỉ cần đi vô mấy khu vực này thôi. Các bạn sẽ thấy một cái chữ M ở trong tủ kính luôn các bạn ạ. Yên tâm, cái chỗ này nó giấu kỹ lắm mọi người ơi. Đây cái chỗ này nè mọi người ạ. Rồi bây giờ mình sẽ chạy tới đây nha. Ngay chỗ này luôn. Mọi người thấy màu đỏ đỏ bên trong kia chưa? Đó, chữ M đấy, bấm vô nha mọi người. Rồi xong, thế là mình đã được chữ xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi bên đây. Giờ mình sẽ chạy qua đồn cảnh sát nha, đi về đồn cảnh sát nha các bạn. Yeah, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vô trong khu vực police nha. Vô khu vực cảnh sát chưa? Thì đi tới trong cảnh sát đây thì các bạn sẽ đi qua bên khu vực bên này. Đấy, rồi xong rồi các bạn sẽ thấy một cái chữ Y ở các bạn chat luôn kìa, chữ Y ở trong cái thủ trong cái hầm ké này các bạn ơi, vô nhận nha. Rồi. Thì tới chỗ đây thì các bạn đi ra bên ngoài thôi. Đi về. Thế là xong rồi mọi người. Ok. Rồi chưa. Rồi thì các bạn đi ra ngoài nha, xong rồi các bạn chạy vô cái chỗ anh thợ hớt tóc. Mọi người đi tới cái chỗ anh thợ hớt tóc nha các bạn ơi. Đây chính là cái anh thợ hớt tóc này, mọi người đi vô trong này.
và ở sau cái giường, và ở sau cái giường gội đầu á là các bạn sẽ thấy một cái chữ màu chữ S. Đó, quá đơn giản luôn các bạn ơi. Thì các bạn biết tại sao mình thấy được không? Thì mình đó có con mắt thứ ba các bạn, cho nên mình dễ nhìn lắm rồi. Rồi tiếp theo là các bạn đi vô trong rạp chiếu phim giúp mình nha. Rồi thì tới chỗ đây thì các bạn sẽ đi vào khu vực chạy qua khu vực ở trong rạp luôn, vô trong rạp luôn nha mọi người, vô trong rạp nha. Nhưng mà rạp đây là rạp thứ hai, rạp rạp hai nha mọi người, rạp hai đó. Mọi người chạy vô đây nè, xong rồi các bạn sẽ đi qua bên này, chạy lên móc lên đó. Thì ở trên này nó có một cái chữ mọi người hay phát sáng như ở đây đây, cái chữ gì đây, chữ b các bạn ơi, quá là ý bấm lộn. Rồi chữ b nha. Rồi rồi, xong rồi mọi người lấy xong mọi người đi ra ngoài nha, đi ra về. Ok bạn ơi, mọi người đi tới chỗ đây xong mọi người chạy vô trong khu vực kế bên luôn, đối diện luôn, đi chính là khu vực Wally, Wally nha các bạn ơi. Rồi đi vô. Cái chữ tiếp theo nó sẽ ở trên này nha các bạn. Ok, mình sẽ chạy lên này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vô thôi. Nó sẽ ngay cái chỗ ăn cà phê này luôn. Hình như cũng gần xong nhiệm vụ rồi. À đây cái chữ hờ nha mọi người, xong. Thế là mình đã lượm xong cái chữ này rồi nha mọi người ơi. Rồi đủ 30 chữ chưa? Ui, đủ. Ấy còn hai chữ nữa nó ở đâu? À mình còn hai chữ nữa mà mình quên thông báo cho các bạn. Đó chính là mọi người hãy đi qua ngoài bờ Laia, mọi người sẽ chạy ra lấy xe, chạy ra ngoài biển giúp mình nha, chạy ra ngoài biển giúp mình. Đó, xong mọi người đi tới cái chỗ đây, đi tới cái chỗ đây. Ở chỗ nào nhỉ? À đây, nằm bên đây. Không phải. Bên đây. Bên này mà đúng là mọi người chữ A. Đó. Cái chỗ tiếp theo đó chính là các bạn phải đợi cái khinh khí cầu, cái cuối cùng là các cũng hơi khó chịu nhất. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tới chỗ đây thì các bạn sẽ tới chỗ Game Zone nha. Đây cái cuối cùng là cái chỗ Game Zone nha các bạn ơi. Mình chỉ còn đúng một chữ cuối cùng thôi. Yeah, chúng ta sắp nhận được cái chữ đấy rồi. Thì đá cái chữ cuối cùng này có nhiều bạn qua cho mình quá trời đó các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống, nhảy lên xuống chỗ này nha. Xuống. Đây, đây chính là cái chữ Y. Lụm. Yeah, thế là mình đã đủ bộ siêu tập. Đó chính là cái xe giống như bạn Quân đẹp trai đây rồi. À, lụm luôn nha mọi người. Tất nhiên là mình đã đủ bộ sưu tập rồi các bạn ơi. Mọi người thấy rất chi là xịn sò chưa? Rồi lượm nha mọi người. Trời ơi, quá easy luôn. Trời, đây, bấm vô. Wow, xe trượt tuyết gỗ. Hình như là xe trượt tuyết này, hình như hồi xưa nó cũng có một cái sự kiện, nó cũng nhận cái này, nhưng mà bây giờ nó lại một cái sự kiện này nữa mọi người ơi. Ok, bây giờ mình sẽ test luôn cái xe đó như thế nào nha. Thì tốc độ của xe này bao nhiêu? Tốc độ của xe này là 3.5. Ồ, nói chung là cũng được, cũng không có nhanh lắm bạn ơi. Nó giống như cái xe này thôi, nó giống như cái xe trượt này ta. Nó không biết nó bằng cái xe trượt này giống mình không ta. Ok bạn ơi, thì chắc bây giờ mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình. Thì ngày hôm nay thì mình đã cho các bạn biết tất cả vị trí mà các bạn đi tìm cái chữ nha các bạn ơi. Ok, còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người những cái clip tiếp theo. Bye bye.